Người sáng lập công ty Wagner của Nga hôm nay 8 tháng 3 tuyên bố nhóm lính đánh thuê của công ty đã kiểm soát hoàn toàn phần phía đông của thành phố Bakhmut thuộc Ukraine. Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Wagner khẳng định trong một bản ghi âm được đưa lên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các đơn vị của công ty quân sự tư nhân Wagner đã nắm quyền kiểm soát phần phía đông của Bakhmut. Ông Prigozhin tuyên bố, mọi thứ ở phía đông sông Bakhmutka hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Wagner. Reuters đã không thể xác minh độc lập tuyên bố của ông Prigozhin. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Moscow cũng như Kiev đối với tuyên bố trên của ông Prigozhin. Trong khi đó, trang The Kiev Independent hôm nay đưa tin Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny cho hay ông đã gặp 4 nhà lãnh đạo quân sự của các nước phương Tây vào ngày 7 tháng 3. Cụ thể, ông Zaluzhny đã gặp tư lệnh bộ chỉ huy các chiến dịch đồng minh của NATO Christopher Cavoli, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Anh Tony Radakin, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ba Lan Radmon Andreskart và tư lệnh nhóm hỗ trợ an ninh Ukraine Trung tướng lục quân Mỹ Antonio Augusto. Tổng tư lệnh Antony cho hay, trong cuộc gặp nói trên, ông đã thông báo về tình hình trên chiến trường, đặc biệt là xung quanh Bakhmut. Họ cũng thảo luận về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí và đạn dược. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.